Ngày 16 tháng 2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa liên tiếp triệt phá 3 chuyên án, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy trong khoảng thời gian chưa đầy 68 tiếng đồng hồ, từ 13 giờ 20 phút ngày 13 tháng 2 đến 9 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2022 tại địa bàn huyện Mường Trà và thành phố Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên. Lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an thành phố Điện Biên Phủ, Công an các huyện Điện Biên, Mường Trà và Cục Hải quan tỉnh đã liên tiếp phá thành công chuyên án 920L, 222C và 022S, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin, khối lượng khoảng 2,1 kg, 36.600 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan. Các đối tượng bị bắt giữ là Sùng A Cô, sinh năm 1993, trú tại bản Hủy Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Trà; Sùng A Chua, sinh năm 1996, trú tại bản Hà Xó A, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông; và Sùng A Sình, sinh năm 1997, trú tại bản Bá Lùng, xã Trung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án.